Vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện một xe ô tô chở gần 1 tấn nguyên liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khoảng 7 giờ ngày 20 tháng 4, tại đường cao tốc CT03 thuộc địa phận phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29B00450 vì có dấu hiệu vi phạm. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có vận chuyển 16 loại nguyên liệu thuốc bắc với tổng khối lượng là 984 kg. Lái xe là ông Nguyễn Đình Trang, sinh năm 1966, và chủ hàng là bà Nguyễn Thị Oánh, sinh năm 1963, cùng trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, bà Oánh khai nhận số hàng trên được thu mua trôi nổi tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, rồi vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển để đem về Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ. Hiện Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.